Đây là đàn cá có 102 ở tại một quán cà phê cực kỳ độc lạ tại Biên Hòa các bạn. Cái quán cà phê đang rất là hot nha các bạn ơi. Nếu các bạn nào đang ở Biên Hòa và Sài Gòn, Bình Dương, các tỉnh lân cận ấy, các bạn có thể đến quán này vừa uống cà phê, vừa được trò chuyện cùng những chú cá koi siêu dễ thương như thế này. Đó, các bạn có thể là trò chuyện cùng nó này. Hello các bạn nhá, hello các bạn cá koi nhá, chào khán giả đi nhá. Nào, bây giờ mình đã chuẩn bị một túi đồ ăn rồi. Đấy, ở trong quán có sẵn đồ ăn cho các bạn có thể là cho cá koi ăn này, vừa ăn vừa uống cà phê các bạn ơi. Đấy, đây cho các bạn xem này, đây này, đó, trời ơi, ôi trời ơi, kiểu giống như là nó biết nghe lời các bạn ơi. Mình cho xuống nhiều quá, nó thi nhau vào rất là nhiều các bạn, cho nên là mình sẽ hạn chế, mình cho ít thôi. Ôi, đây, đây, trời ơi, đây đâu đây, đấy các bạn đây, thấy chưa, kỳ lạ chưa. Trời ơi, lần đầu tiên là mình thấy cảnh này các bạn. Các bạn có bao giờ mà đi chỗ nào mà có cá koi mà nó như kiểu này chưa các bạn ơi? Trời, độc lạ. Video này mình hy vọng là sẽ rất là nhiều bạn xem được để các bạn có thể trải nghiệm được cái cảm giác như thế này. Và quán này là quán có 102 ở Biên Hòa luôn các bạn nhá. Đấy, mà đặc biệt là quán ấy có một cái thiết kế rất là độc lạ các bạn. Đây cho các bé cá koi này ăn này. Đây này. Trời ơi. Nhiều chưa? Đã luôn các bạn ơi. Xem mà đã luôn đấy. Đấy. Trời ơi. Nhìn này, đã luôn này. Chào khán giả đi. Các bạn cá koi ơi, chào khán giả đi. Đâu ơi, chuẩn bị ăn Tết chưa? Đấy các bạn thấy đây. Dễ thương chưa? Ôi trời ơi. Rồi ăn gì đấy? Đấy, bạn thấy không? Để mình quay sát cận cảnh hơn để chia sẻ đến các bạn nhé. Đây này. Đấy. Đây. Các bạn xem này. Đó. Trời ơi. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn này, tay mình này, mình đang cho tay xuống cho nó vào để nó massage luôn đó các bạn. Đây, các bạn nhìn này, đấy, hầu như là nó rất là thích tay mình luôn đó các bạn ơi. Đây, đấy, ôi trời ơi. Đấy. Ui trời ơi. Trời ơi, nhiều quá. Nhiều quá các bạn ơi. Dễ thương cái này cơ mà. Đấy. Trời ơi, nó nuốt luôn cả ngón tay mình luôn các bạn. Nuốt cả ngón tay mình luôn đấy các bạn ơi. Trời ơi. Kỳ lạ chưa? Đấy. Rất là đẹp các bạn ạ. Để mình quay góc này cho các bạn xem nhé. Các bạn xem này. Trời ơi. Đẹp thế. Đấy, khi nhau nó bơi lên gần đấy các bạn. Đẹp quá. Ở tay đây coi. Nó tưởng là mình đang cho nó đồ ăn. Dễ thương quá. À, đây đây. Có thể vuốt ve nó thoải mái các bạn ơi. Đấy.
Đến rồi đấy. Trời ơi, quá là đẹp luôn này các bạn. Đó. Các bạn xem này. Trời ơi, trời ơi. Khi nhau vào nó cắn vào ngón tay mình luôn các bạn ơi. Đó. Rất là dễ thương nha. Các bạn xem này. Các bạn xem thế đã thích chưa các bạn ơi. Đấy. Làm mờ luôn cả ống kính điện thoại luôn kìa. Các bạn xem này. Ô không sợ tay à, không sợ tay tôi à, hả, không sợ tay tôi à, ôi trời ơi. Các bạn xem này, đã chứ đấy. Xem đã mắt luôn các bạn. Trời ơi, nốt luôn cả ngón tay mình luôn các bạn ạ. Đó. Rất là dễ thương luôn. Đây, đây là cận cảnh những chú cá koi này. Đấy. Rất là dễ thương luôn này các bạn ơi. Và quán cà phê là siêu đẹp luôn nha. Này, đó. Để mình sẽ quay chi tiết để chia sẻ đến tất cả các bạn nhá. Hi, xin chào cô chú chị và các bạn, rất vui được gặp lại tất cả mọi người video tiếp theo này của Fanalat TV. Hiện tại Fanalat đang có mặt ở tại Biên Hòa. Ở đây đã xuất hiện một quán cà phê mang phong cách rất là đậm sắc Bà Nà Hưu á. Chủ quán đã bê hoàn toàn Bà Nà Hưu thu nhỏ về đây. Và bây giờ Fanalat không để cho tất cả mọi người cùng chờ lâu nữa, mời tất cả mọi người cùng đồng hành với Fanalat vào quán cà phê này để review chi tiết chia sẻ đến mọi người nhá. Hy vọng rằng mọi người sẽ có một điểm để uống cà phê check in nhân dịp những ngày cuối năm và đầu xuân năm mới, đó chính là quán Phương Ly Cà Phê Garden. Đó, quán Phương Ly Cà Phê Garden các bạn ơi. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng Phan Đà Lạt vào bên trong chúng ta cùng khám phá nhá. Quán nằm ở ngay mặt đường Lý Văn Sâm, phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Đó, đây là cổng vào trong quán này. Nhìn ra xa chúng ta đã thấy là một phong cách rất là độc lạ rồi. Bây giờ Phan Đạt mời tất cả mọi người cùng vào bên trong khám phá nhá. Khi mà vào thì mọi người sẽ thấy là hai bên được trang trí rất là nhiều cây xanh này đó, và những tiểu cảnh có những góc hoa giấy nữa. Đây đấy, ở đây có một cái hồ cá koi rất là đẹp đấy này, có những con cá koi đầy đủ màu sắc luôn.
mới vào đã thấy có điểm check in nên xịn sò rồi. Đây, đó. Dưới này là hầm, tầng hầm để xe. Khi mà khách đến thì chạy xe máy xuống khu vực này, còn trên này thì chúng ta sẽ đi lên. Có rất là nhiều lối đi lên trên tầng. Đấy. Vào đây thì sẽ thấy thác nước chảy. Ở đây có một quầy được trang trí rất là bắt mắt, đẹp. Có một điều đặc biệt dành cho mọi người là khi mà đến đây mọi người có thể thoải mái ngồi và ngắm những chú cá quay đấy. Cái lối đi này được trang trí, được lát bằng những viên đá rất là đẹp luôn. Đấy, cá quay này các bạn ơi. Nhìn xa xa chúng ta thấy đây, một cái phong cảnh cực kỳ là thiên nhiên nha. Kết hợp với sự cổ kính trang trí và thiết kế độc lạ. Đó, ở đây có một cái bàn, có một cái mang cái hình của một chiếc thuyền. Đây, đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá một vòng ở dưới, sau đấy là sẽ đi lên tầng 2 và tầng 3 các bạn ạ. Ở đây có trồng những cái gốc cây cực kỳ là đẹp luôn. Đây là Phan Đà Lạt thấy đó, không biết là gốc gì đây. Đó, gốc si các bạn ơi. Đây nữa. Ồ, từ nãy là nhìn là tưởng là cây giả, hóa ra là cây thật. Ở đây có cả phòng lạnh cho các bạn ngồi này, phòng lạnh bên trong. Đó. Khi mà các bạn đến, các bạn vào đây thì các bạn ghé vào quầy order để chúng ta có thể lựa chọn những món đồ ăn thức uống mình yêu thích nhá. Đây có chị chủ quán ngồi đây. Hello chị. Dạ. Em xem menu quán mình nhiều quá, rất là đa dạng đồ ăn thức uống này. Đấy, các bạn đến thì có thể ghé đây để order món mình yêu thích nhá. Đây là chị chủ quán dễ thương. Đấy. Dạ. Đây mình sẽ cùng các bạn chúng ta đi một vòng ở dưới này để khám phá nhé, trước khi lên tầng 2 và tầng 3 các bạn ơi. Ở đây chúng ta thấy có một đàn cá rất là đẹp luôn này. Có những con cá quay đẹp lắm các bạn ơi. Đây này. Trời ơi. Nhìn đẹp chưa? Và cái thác nước nữa. Rất là đẹp các bạn. Này. Đó. Khi mà đến đây thì các bạn có thể thoải mái ngồi uống nước và trêu đùa cùng những đàn cá quay thế này. Đấy, mình thấy nó thi nhau bây giờ. Có lẽ là nó đang bơi đây để nó tìm thức ăn đấy các bạn. Đẹp thế. Đây này. Đấy, cá quay siêu to luôn các bạn. Trời ơi, rất là đẹp. Không biết là bên này là gì, qua bên này coi. Ở đây, đấy, bên này cũng có một cái góc cho các bạn ngồi đây này. Cũng rất là nhiều cá koi đấy các bạn ơi. Trời ơi. Có trang trí những cái khu vực tiểu cảnh. Kiểu giống như là trong một cái hang động gì đấy các bạn. Có nước giò, nước chảy ra này. Cá thì bơi tung tăng luôn. Ở đây ấy, trang trí rất là kỳ công nhá các bạn ơi. Nhìn các bạn nhìn người ta trong quán người ta đắp này. Đấy, giống như là nhũ thạch đấy các bạn ơi. Đó. Khi mà đến đây các bạn có thể thoải mái check in ấy. Nhiều góc cho chúng ta ngồi đó. Bây giờ sẽ đi lên khu vực bên trên. Đây mình sẽ quay liền mạch luôn để chia sẻ đến các bạn.
thì các bạn cố gắng xem hết nhé, xem hết để các bạn cảm nhận được. Đây là trên tầng 2 này. Đó. Hello các chị nha. À, dạ các chị cứ ngồi đi ạ. À, quay để chia sẻ đến mọi người để dạ đúng rồi ạ. Đây khi mà các bạn đến các bạn dạ. Các bạn đến này các bạn có thể lên trên tầng 2 này. Khi mà lên trên tầng 2 các bạn lại có một cái cảm nhận khác. Bởi vì trên này nó lại cao và nhìn được xuống bên dưới các bạn ơi. Và trên này có trồng rất là nhiều những cái dây eo này. Đó. Đấy. Nhiều góc cho các bạn ngồi check in nhá. Đây các bạn. Thì các bạn có thấy một bàn tay giống như là kiểu ở Banana Hill các bạn ơi. Đấy. Đây là anh chị chủ quán là đã bê hoàn toàn Banana Hill thu nhỏ về đây rồi các bạn. Các bạn không phải đi Đà Nẵng nữa nhá. Bạn nào ở Biên Hòa thì có thể ghé đây các bạn ơi. Ở Sài Gòn mà các bạn muốn đến đây thì cũng rất là đơn giản, đường rất là dễ đi các bạn. Như địa chỉ mình đã giới thiệu các bạn. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Trời ơi. Khá là đẹp rồi các bạn ơi. Trang trí rất là nhiều những cái được xây dựng thiết kế các bạn. Một cái phong cách cực kỳ là độc lạ nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên trên trên này, lên trên tầng tầng 3 các bạn. Hello anh chàng đẹp trai. Đây các bạn. Các bạn ngồi ở đâu thì các bạn cũng có thể thấy những con cá koi bơi tung tăng. Đi lên trên này đi. À, mình sẽ không quay theo kiểu tóm tắt trích đoạn đấy các bạn. Mình sẽ quay liền mạch luôn để cho các bạn, cô chú, chị và các bạn nhìn, cảm nhận một cách bao quát. Đấy, quán rất là rộng lớn nè. Đây. Rất là đẹp luôn. Đấy. Ở bên cạnh cũng có một quán nữa, cũng rất là nhiều cá koi. Dưới này. Trời ơi. Đấy. Nên bây giờ qua cái cầu này các bạn nhé. Đẹp quá. Qua đây. Cây cầu khi mà đi chúng ta sẽ thấy có dây vịn này các bạn này. Đấy. Đây mà ngồi uống cà phê buổi sáng và dịp Tết này thì quả thực là maximum các bạn ơi. Đẹp lắm. Đây, qua đây các bạn. Rất là rộng các bạn. Quá đẹp luôn. Đi qua bên này. Ở trên này thì các bạn cũng thấy có một cái khu vực đi lên. Mình không biết là trên này nó là cái gì nữa. Cũng là một cái điểm mà check in các bạn. Đây, đó. Đấy. Có lẽ là trên này là không phải dành cho khách các bạn. Tí nữa té luôn. Bạn có thể ngồi ngắm view nha. Này, đấy.
rất là đẹp luôn nha. Ngoài này là những gốc gốc cây cổ thụ luôn này các bạn. Đấy. Có cả khu vực sân khấu dành cho các bạn nào mà yêu thích âm nhạc nữa này. Đây. Có cả khu vực sân khấu này các bạn. Đàn nữa này. Đàn này không lên tiếng này. Rất là đẹp luôn các bạn. Trời ơi, đẹp chưa? Quá tuyệt vời các bạn ơi. Đi một vòng xuống bên dưới các bạn ơi. Mình sẽ cùng các bạn đi xuống khu vực cá coi để xem các chú cá coi bơi lội tung tăng một chút nữa các bạn. Đây, qua đây. Đấy, qua đây này. Ở đây cũng có cá coi. Không khí rất là mát. Có thể vừa ngồi uống cà phê vừa ngắm cá coi các bạn nha. Mình xuống đây. Đây, cá ngay mặt nước luôn này các bạn. Đây. Đó. Rất là đẹp luôn các bạn. Vậy là mình đã giới thiệu đến tất cả các chú chị và các bạn một địa điểm uống cà phê check-in rất là mới và đang hot, rất là hot ở tại Biên Hòa đó. Các chú chị và các bạn, bạn nào đang ở Biên Hòa hoặc Sài Gòn, khu vực lân cận đấy thì có thể đến đây để uống cà phê cũng như là check-in nhá. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn và các chú chị rất là nhiều và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Bye bye!